và trận đấu sẽ bắt đầu ngay đây. Đây sẽ là Matt Van Pelt đối đầu với Thành Đạt. Hai cầu thủ có những cái handle rất tốt và ngay lập tức là đã có and one cho Matt Van Pelt ở giải đấu năm nay. Và vừa rồi thì Van Pelt đã có một màn nhịp độ trận đấu đang rất cao ngay từ đầu. Đây là Sundberg với một quả hai điểm thành công, nhưng anh đã có một pha phòng ngự khá tốt. Jisoo ném hai, hai điểm dành cho Jisoo. Tỷ số thì đang nghiêng hẳn về phía Next Generation Heat. Đây một lần nữa là Van Pelt đột phá vào trong. Solo là có điểm dành cho MVP. Rồi thì Van Pelt đã ép áp rất sát vào Thái Hưng, và Thái Hưng cũng đủ khôn ngoan để biết mình cần phải làm những gì. Đây là một điểm nữa của Matt Van Pelt. Thái Hưng cứu được quả chuyền xấu của các đồng đội, nhưng Sundberg cứu được bóng. Jisoo hai điểm dễ dàng dành cho Jisoo, cách biệt còn hai điểm mà thôi. Đạt Đốc cũng rất lì lợm, anh cũng cơ bắp không kém gì bất kỳ cầu thủ nào, nhưng đó lại là thêm một điểm nữa của Van Pelt. Đây sẽ là Van Pelt. Warriors đã tạm vươn lên dẫn trước đến 6 điểm, nhưng đây là Sundberg với quả 2 điểm. Đây là Thái Hưng đối đầu với Sundberg. Có một tình huống block rất hay của Sundberg và Jisoo đã thu hồi được banh. Đây sẽ là Jisoo, quá chống chải rồi. Và trận đấu đã được bắt đầu và Tony Hoàng sẽ ra sân ngay từ đầu. Jisoo, một đường kiến tạo rất hay của Hoàng Tú để Jisoo mở điểm cho Next Generation Heat. Có Đặng Thái Hưng và hiện tại bây giờ anh vẫn đang bị chạy máu cam. Sundberg qua người rất tốt và đó là hai điểm dành cho Sundberg. Đây là Jisoo, đường truyền rất hay cho Sundberg và đó là điểm số tiếp theo dành cho hậu vệ mang áo số 10. Không có điểm. Đây là Hoàng Tú đáp trả một quả hai điểm ngay. Đó là hai điểm dành cho hậu vệ mang áo số 3. Vâng, không kiểm soát được bóng rồi và Hoàng Tú chắc chắn hit check trong tình huống này. Hit check thành công dành cho Hoàng Tú, khó của các cầu thủ Hà Nội Wolves. Hoàng Tú quả hai điểm tiếp theo, có hai điểm dành cho Hoàng Tú. Đây sẽ tiếp tục là Hoàng Tú, chắc chắn là không chần chừ một chút nào vì anh đang có cảm giác ném rất hay ở trong trận đấu này. Xin lỗi người, quả hai điểm nhưng lần này lại là không thành công rồi. Jisoo chạy chỗ rất khôn ngoan và Matthew Van Pelt, một hậu vệ đẳng cấp. Tony Hoàng có hai điểm nữa dành cho Tony. Đây là Hoàng Tú, có hai điểm nữa dành cho Hoàng Tú, cú ném thứ 6 của anh trong trận đấu này. Không như là Jisoo cũng liên tục đưa ra. Đây là Sundberg, hai điểm nữa dành cho Heat. Tỷ số là 18-8. Sundberg reverse layup thành công. Vâng, phải mất đến hai rebound liên tiếp thì các cầu thủ Hà Nội Wolves mới có thể ghi điểm. Nhưng đây sẽ là cú ném chấm dứt hy vọng của cầu thủ Hà Nội Wolves để mang về. Cầu thủ đã từng có nhiều kinh nghiệm tại giải đấu Bima rồi. Vâng, và đó là tình huống mở điểm đầu tiên của Tony Hoàng Tú. Vâng, và Sundberg bật rất cao để rebound, bóng đã trở về với lại Hoàng Tú. Nhưng đây là bài chạy mà tôi đã thấy rất nhiều của Sài Gòn Heat, Next Generation Heat ở trong mùa giải năm nay. Thì của hai cầu thủ Sang Đinh và Văn Thắng. Vâng, đây là Van Pelt với cái ném hơi dị một chút nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả với. Man Pelt đối đầu với lại Huy Hoàng. Man Pelt vượt qua rất dễ dàng với cái tay trái. Anh yêu cầu có N1 nhưng mà trọng tài nói không. Hà Nội Buffalo vẫn chưa có điểm. Vâng, hiện tại tỷ số là 5-0 và Hoàng Tú quả ném hai điểm thứ hai của Hoàng Tú. Anthony Sundberg, một cú crossover step back ném ngay. Hai điểm tiếp theo dành cho Nick Jenkins. Người bỏ lỡ là Sang Đình. Anh cho rằng mình đã bị phạm lỗi. Đây là những gì mà chúng ta muốn chứng kiến nhiều hơn tại bao bàn lần này. Anh vượt qua được sự chi cản của tôi hit, nhưng đây sẽ là lời đáp trả rất nhanh đến từ Anthony Sundberg. Nhưng mà vừa rồi thì Sang Đinh vừa đưa ra một câu trả lời rất đanh thép với cú ném 2 điểm của mình. 81, cách biệt 3 điểm mà thôi. Thế là hiệu quả của việc ném xa tốt đó thưa anh Đức Nguyễn. Khi mà họ ném xa tốt thì bắt buộc sẽ có những tình huống phải bắt ra ngoài và mở thêm khoảng trống. Nhưng mà Sundberg hình như là ném ở đâu cũng vào anh Đức ơi. Những đường luân chuyển bóng cực kỳ chuẩn xác của Heat. Quả nhảy ném nhưng không chính xác. Vâng, phải nói là công minh có cái handle rất xuất sắc. Nhưng đây không phải là khoảng thời gian của biểu diễn. Quá tuyệt vời, đường chuyền. Vâng, Sài Gòn Heat có rất nhiều cơ hội dứt điểm chống chạy từ vòng 2 điểm cho đến khu vực ở bên trong rổ. Tinh thần của các cầu thủ Heat đang lên rất cao. Không nên để Hoàng Tú chống như vậy. Không nên một chút nào. Và đó là điểm quyết định thứ 21 dành cho Next Generation Heat. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dành cho những chàng trai khách mời. Hands off dành cho Sundberg. Và đây là Van Pelt.
được trả về cho Sandberg. Lần này thì lại có điểm cho cầu thủ điển trai mang áo số 10 rồi. Chắn ta cần chờ thời gian trả lời. Ôi sao thì Vivian cũng đang chuẩn bị khởi động rồi. Kim Ji-su một tình huống lên rổ đơn giản dành cho cầu thủ mang số 32. Để ý tới những cái tên tấn công ở cả hai bên. Bên phía Saigonis có Van Pelt. Đây rồi. Vâng, còn đây là Tony Hoàng. Anh chơi bóng với cái chân bị đau vì tai nạn giao thông. Ji-su trả giữa những cầu thủ trẻ. Bên phía Next Generation Hit đó là những cầu thủ như Tony Hoàng, như Kim Ji-su, như Lee Seung-bak. À thôi, phạm luật chạy bước vừa rồi đã nhận được những tiếng la ó từ các cổ động viên. Và ngay sau đó Matthew Van Pelt ghi điểm. Đó là đẳng cấp của MVP Việt Anh đang là năng lượng sống toàn bộ dành cho Scorpius. Vâng, 2 thì luôn lớn hơn 1. Những tình huống ném xa của Saigonis sẽ luôn đem lại những hiệu ứng tinh thần rất tốt. Đây là Việt Anh có điểm liên tiếp của Việt Anh rồi. Nhưng đó là lời đáp trả của Matthew Van Pelt. Quá hấp dẫn. 1 phút nữa thôi và tỷ số lúc này đang là 13-12. Đường chuyền thẳng lên rồi, 14-12. Van Pelt đường chuyền trong cho Kim Ji-su. Ghi một điểm cho, nhưng vẫn là các cầu thủ hit. Scorpius đang co tụm ở khu 3 giây rồi. Họ đang muốn sang hit ném hai, nhưng cuối cùng thì cầu thủ phải nói là tay nguội nhất trong trận đấu này, Anthony Sandberg, đã kết thúc trận đấu bằng một tình huống ghi hai điểm ở góc corner. Những đối thủ quá hiểu nhau, họ đã cùng gặp nhau tại trận chung kết, vòng chung kết của VB 2020 vừa qua. Ở đội bóng hit một đều, đó là tình huống lên rổ của Hưng Bún. Ném rất nhanh của Mava Bèo, 3-1. Vẫn là Kim Ji-su qua được người, nhưng lên rổ không vào. Nhưng mà lại qua luôn cả cái rổ. Lại là Anthony Sandberg, lần này thì đã có 2 điểm thành công. Tỷ số được nâng lên 5-2. Trận đấu đã diễn ra được khoảng 2 phút 30 giây và tiếp tục là điểm số thứ 6 dành cho Hit. Saigon Hit đã vào sân rất nhanh. Bài này tôi đã xem đi xem lại, Hit đánh rất nhiều lần tại giải đấu năm nay rồi. Mong muốn thắng hơn, bởi vì họ vẫn đang nợ một món thù trước Saigon Hit tại VBA vừa qua. Kim Ji-su ra dấu đánh bài hét. Anh làm cầu thủ thay thế cho vị trí của Kim Bản mỗi khi cầu này rời sân. Cú ném hai của Anthony Sandberg đã thành công, một tình huống shot clock